Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết đam mỹ Đế Vương Công Lược. Tác giả Ngữ Tiếu Lan San qua phần diễn đọc của Sam. Nếu các bạn thích bộ truyện này cũng như yêu mến giọng đọc Sam thì hãy like và share video nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện hấp dẫn mới nhất từ Sam Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Đế Vương Công Lược Tập 60 Sáng sớm hôm sau Đoạn giao vừa gặm bánh bao Vừa dùng ánh mắt ước ao nhìn Diệp Cẩn Vậy mà lại có những 10 con cổ trùng béo mập 10 con Diệp Cẩn đưa ngón tay về phía hắn ngoắc ngoắc Đoạn giao mừng như điên chạy tới Muốn giúp một tay cho bọn nó ăn sao Diệp Cẩn nói Cho người một con Niềm vui sướng quá mức ập đến đoạn dao có chút choáng váng ngây người. Thật sao? Con này có thích không? dục Cẩn lựa một con đầu tính. Đoạn dao liều mạng gật đầu. Dược Cẩn tìm một bình sứ mới, thả con cổ vương kia vào, rồi đưa cho hắn. Nó đang thay ra, mỗi ngày dùng tứ khổng cho nó ăn ba lần. Từ không duệ đúng lúc đi ngang qua. Ô, đoạn dao giải thích. Tứ khổng là dược liệu, không phải là ngươi tứ khổng và tư không đọc giống nhau trong tiếng trung đang chia cổ trùng á à? tư không dậy liếc mắt nhìn một cái sau đó kéo đoạn dao qua một bên nói vừa rồi ta mới gặp nam sư phụ nghe nói đoạn huynh muốn dẫn ngươi lên chiếc tuyển quỷ kia tìm bảo bối hả đó là bảo bối gì chứ đoạn sao mặt mày ghét bỏ vậy là muốn đi thật ư Từ không dậy bất mãn vậy thì sao không cho ta đi với đoạn giao nói mọi người phải đi tìm cổ trùng đó nhưng người vừa thấy cổ trùng hơi lớn một chút là đã bỏ chạy. Từ bé đến giờ vẫn không sửa được. Tới tận bây giờ vẫn không phân biệt được sâu thái thanh và sâu lông. Sâu thái thanh là sâu bướm của loài bướm thái bạch. Thân hình phần lớn có màu đen. Trên đỉnh đầu có một đốm nhỏ hình tam giác màu đen. Toàn thân có nhiều sừng tủa ra. Nhìn như sâu lông là sâu ăn cải. Từ không dễ cam nín. Lần này tất cả mọi người đều đi hết. Người ở lại vừa vặn có thể bảo vệ hoàng thương đoạn sao an ủi hắn thuận tiện để ôn đại nhân nhìn ngươi nhiều một chút luôn tương lai viết vào sách sử cũng có thể viết được nhiều câu mà người khác đọc cũng không hiểu từ ngữ trao chuốt hoa lệ còn rất dài từ không duệ sờ sờ cầm. cũng đúng buổi chiều hôm đó mọi người tụ tập ở tiền thính thương nghị cuối cùng có năm người sẽ đi chuyến này là đoạn mạch nguyệt đoạn sao thẩm thiên phong diệp cẩn và khúc ẩn chi Mọi người phân công nhau hành động, đoàn mạch nguyệt nói. Nếu thật sự tìm không được, thì dứt khoát nổ luôn chiếc thuyền kia. Được, những người còn lại gật đầu. Đoạn giao nói, nhưng chúng ta lên thuyền lớn tìm phấn cương hoa cũng phải mất thời gian. Nhanh nhất cũng phải một chén trà nhỏ. Trong khoảng thời gian đó, dù xa cũng không thể để các tướng sĩ đại sở phải dùng thân thể máu thịt chống đỡ quỷ mộc hạp được. Như vậy chẳng phải là sẽ có rất nhiều người thương vong. Sở Uyên nói, dùng thuyền trống ra trận đi. Là sao? Đoạn sao không hiểu. Chính là một đội thuyền trống không? Dược Cẩn giải thích. Vùng biển này bây giờ sương đen mênh mông như vậy, ngược lại cũng thuận lợi cho chúng ta. Dùng dơm dạ quấn vào cành cây xếp lên thuyền giả dạ trang thành các tướng sĩ, cho tất cả các quan binh rút về, chỉ giữ lại một vài người có thủy tính tốt nhất. Sau khi dẫn địch quân tới, thì lại để cho các quan binh đó nhảy xuống biển, nhanh chóng bơi về phía chủ doanh đem số người thương vong giảm tới mức thấp nhất. Thì ra là vậy, đoạn giao gật đầu. Ta hiểu rồi. Đại quân sẽ giữ một khoảng cách với đội thuyền chống đó, sở uyên nói. Tạm thời có thể dùng thủy lôi ngăn chặn đối phương trong một khoảng thời gian ngắn. Cho nên chúng ta chỉ có thời gian tối đa chia tới một nén nhang. Đoàn Mạch Nguyệt nói. Lặp lại lần nữa, nếu không tìm được con rối phía sau điều khiển đám cương thi kia, thì lập tức đánh chìm chiếc thuyền đó. Nói chung là tuyệt đối không thể để đám quan tài kia tới gần sở quân. Được. Hai tay đoạn sao nắm quyền. Hào Hiệp nói. Rất phối hợp với ca ca thân yêu biết nướng cá tẩm bột tiêu cay của mình. Ba ngày sau, đại quân cho thuyền rời khỏi đảo tránh gió. Một lần nữa, lên đường tiến thẳng về phía hải vực Dương Đen. Trình sát ở tiền tuyến chuyển tin tức này về lại Tinh Châu. Sở hạng thở ơ buông chén trả trong tay xuống. Sai ngửa khiêng một cỗ quan tài trong suốt bằng băng trong hầm ra ngoài. Hắc Nha nằm trong quan tài, hai mắt nhắm nghiền, ngũ quan vặn vẹo, vẫn là dáng vẻ dữ tợn như ngày hôm đó trước khi chết. Sở Hạng chậm rãi đẩy nắp quan tài ra, chọc chọc lên ống tay háo, buồn dĩ trống rỗng của hắn. Thấy chỗ trống rỗng kia đã xuất hiện một vật cứng rắn, lạnh như băng, thỏa mãn nói: "Cứu hắn tỉnh lại đi." Càng tiến gần đến Tinh Châu, màn sương đen cũng càng ngày càng dày đặc, trông giống như cái kén khổng lồ bồng bềnh giữa không trung bảo vây thân thuyền tầng tầng lớp lớp. Tình hình này ám vệ tặc lưỡi. So với lúc trước đánh Đông Hải, quả thực giống nhau như đúc. Vì sao phản quân đều thích tạo ra bức tường tự chốt mình lại như thế chứ? Chẳng lẽ đó là luật lệ của phản quân hay sao? Không có độc chứ. Trường Minh Duệ đứng bên cạnh cẩn thận hỏi. Ám vệ nhắc nhở. Người mới là đại phu. Cho nên loại vấn đề này phải là chúng ta hỏi ngươi mới đúng chứ? sau một hồi cân nhắc trương minh duệ rất không nắm chắc nói hình như không có nếu như có độc thì chắc diệp cấp chủ sẽ không còn có thể bình tĩnh đứng ở đầu thuyền hóng gió như vậy đoàn mạch nguyệt đẩy cửa đi ra ngoài có một con nhện cực lớn đang đậu trên mô bàn tay của hắn sở uyên cầm nín sao lại trở về nhanh như vậy đoàn mạch nguyệt phản ứng ngược lại rất nhanh lập tức đưa tay ra sau lưng giấu đi sở uyên sâu kỳ nói thấy rồi Người khác đều là giấu tiền riêng Người lại giấu trùng Nhớ trong hợp lâu quá rồi Nên ta mang nó ra ngoài hóng mát một chút Đoạn mạch nguyệt ho khan hai tiếng Làm ngươi sợ sao Con nhện bỏ vèo vèo trên vai đoạn mạch nguyệt Đối diện với sở uyên Ta cảm thấy Sở uyên lui về phía sau hai bước Để tránh bị đồ chơi này Nhào lên mặt mình Vẫn là cổ vương của tiểu cận Nhìn đáng yêu hơn một chút Người đứng yên đó Không cho phép nhúc nhích Đoạn mạch nguyệt dừng lại bước chân Cư nhiên bởi vì con trùng Mà bị ghét bỏ Được rồi Đi hóng mát đi Hóng xong nhớ phải trở về nghỉ ngơi sớm một chút Sở uyên dán tường, Lách qua người đoạn mạch nguyệt Đưa tay vừa đẩy cửa ra Thì một con nhện cực lớn khác Đang bâu trên khung cửa Đã nhả ra một sợi tơ Thòng thả reo mình rơi xuống Đậu trên đỉnh đầu của hắn Sở uyên toàn thân lông tơ Tóc gáy đều dựng đứng lên kinh sợ hết một tiếng. Đoạn bạch nguyên! Này này! Tề Nam Vương cũng cả kinh thất sắc, nhanh chóng bước tới, bốc con nhện kia lên, thả nó và cả con nhện của mình vào lại trong hộp gỗ. Người cư nhiên để con nhện bò quanh khắp phòng ngủ như vậy ha? Sở Uyên kéo lỗ tai hắn. Con này thật sự không phải là của ta, là của sư phụ đó. Ta cũng không biết vì sao nó lại chạy tới đây được. Đoạn Bạch Nguyệt có trăm miệng cũng không thể biện bạch được sở uyên nghe vậy choáng váng đầu hoa mắt muốn xỉu lẽ nào thứ đồ chơi này người của tây nam phủ ai cũng cần phải có một con sao hắn ngược lại cũng không phải sợ chẳng qua là khi còn bé đã bị người này dùng con nhện giấu trong chăn dọa một lần từ đó vẫn luôn để lại bóng ma không cách nào xua đi bình thường thấy con hồng chu nho nhỏ trong ngự thư phòng thôi là cũng phải phái người tìm mắt ra rồi huống chi lại là con nhện cực lớn như thế hết lần này tới lần khác đoàn mạch nguyệt cứ nuôi đồ chơi này như sủng vật trung quy cũng không thể bắt hắn ném đi sau cùng chỉ có thể nói là nuôi cũng được nhưng bình thường nhất định phải nhốt trong hộp chết cũng không được thả đi không có việc gì chứ đoàn mạch nguyệt lắc lắc tay trước mặt hắn vì sao không nói lời nào chẳng lẽ là sợ quá choáng váng cấm khẩu rồi sở uyên nói tứ hỉ tứ hỉ tứ hỉ Đoạn Mạch nguyệt cam nín Hoàng thượng Tứ hỷ thở hồng hộc chạy vào phòng Thẩm nghĩ chẳng lẽ lại muốn mời vương gia đi ra ngoài Đổi mới tất cả các đồ vật đang ở trong phòng này Sở Uyên ra cửa nói Còn nữa Nấu vài thùng nước nóng mang tới Hậu hạ vương gia tắm rửa thay y phục Đoạn sao nghe được tin tức chạy tới Vô cùng cao hứng Lục soát cả người đoạn mạch nguyệt Từ đầu đến chân Lấy hết tất cả độc trùng mà hắn mang theo sau đó ôm về phòng tự mình nuôi. Trước khi đi còn không quên cam đoan với tẩu tẩu, nhất định sẽ không trả lại cho ca ca. Sư phụ, đoạn rào gõ cửa, nam A à tả đang ngồi trên giường, điều tức. Sắc mặt nhìn qua có chút tiểu tụy. Nghe được tiếng nói của tiểu đồ đệ, vì vậy mạnh mẽ vận khí đứng dậy, ngáp dài bước ra mở cửa. Có chuyện gì vậy? Trùng của sư phụ nè, đoạn dao đưa tay lên trước mặt hắn, vừa chạy vào phòng tẩu tẩu xong. ca ca nói, sau này sư phụ nên cất giữ nó thật kỹ, nếu không sẽ bị trải đầu. Người giữ lại nuôi đi, Nam Ma Tả khoát khoát tay. Đồ chơi này kịch độc, sau này chú ý một chút, đừng dọa đến hoàng thượng. Cho ta thật sao? Đoạn giao kinh hỉ. Vì sao gần đây vận khí của mình lại tốt như vậy? Mỗi ngày đều có người cho trùng béo mập. Nam Ma Tả xoa xoa đầu hắn, cười nói. Trở về nghỉ ngơi đi, Đoạn sao dạ một tiếng Nắm con nhện chạy vèo về phòng Bỏ lên giường ngủ Nam A Tả đóng cửa phòng lại Đổ một viên thuốc ra uống Rồi ôm đầu tóc rối bời như tổ quạ Ngồi xổm trên sàn thuyền than thở Nếu lúc này mà chết đi Thì phải bị chôn trên đảo nhỏ Chim không thèm mị này Không uống được rượu mừng Lần tiếp theo tỉnh lại cũng không biết là khi nào Suy nghĩ một chút cũng rất sầu khổ Đoàn mạch nguyệt tắm kỳ tắm cọ Đủ ba lần lại ngâm mình trong thùng nước tắm thơm ngào ngạt đủ thời gian một nén nhang sau đó mới được tứ hỉ thả ra ngoài nằm trên giường sức cùng lực kiệt nói cuối cùng ta cũng biết được cảm giác làm hoàng hậu là như thế nào rồi sở uyên thật sự không nhịn được vui vẻ suốt nửa ngày Đoàn mạch nguyệt giang rộng hai tay tới ngửi một chút thử xem cực kỳ thơm sở uyên dựa vào lòng hắn tìm một tư thế thoải mái nhất ngủ đi một tay đoạn bạch nguyệt vỗ nhảy nhẹ lên lưng sở uyên nhưng mới vỗ được vài cái đã ngừng lại sở uyên buồn bực không hiểu ngẩng đầu kể sát vào nhìn một chút thì thấy hắn đã vù vù ngủ say vì vậy lại vất vả nhịn cười một mình ngày thường đánh trận tuần tra tới nửa đêm trở về đều phải làm ẩm ý một trận rồi mới chịu ngủ hôm nay chỉ là được người hầu hạ tắm nhiều mấy lần thôi mà nhìn qua đã mệt đến ngất ngư rồi cũng chỉ có chút tiền đồ như thế à Sở Uyên cảm khái, xoa xoa gương mặt hắn. Đoàn Mạch Nguyệt cầm tay hắn, mơ mơ màng màng hỏi. Làm sao vậy? Không có gì. Sở Uyên tự cảm trên ngực hắn. Tương lai trở về Vương Thành, ta nhất định sẽ xây cho ngươi một đại cung điện, nạm vàng khảm ngọc. Mỗi ngày cái gì cũng không cần làm. Mở mắt tỉnh dậy, liền dùng tổ yến xúc miệng. Sau đó dẫn theo một đoàn cung nữ thái giám, ngự lâm quân. Đi dạo trên phố chính dương, làm cường hào ác bá khóe miệng đoạn mạch nguyệt khẽ cong cũng lười mở mắt ra cánh tay vòng lại ẩn hắn vào lòng ôm chặt mau ngủ đi tiểu ngốc sở uyên đem đầu chôn vào trong ngực hắn cũng cười ừ sáng sớm hôm sau mọi người vừa mới dùng điểm tâm xong thì đã có thám tử nơi tiền tuyến trở về chuyển tin tức nói là hình như lại có quân địch đột kích trong màn sương đen kia hoàng thượng chắc vân hạc cũng vội vàng chạy vào lại là chiếc thuyền lớn lần trước chỉ có điều lần này xem ra còn dẫn theo không ít nhân mã. Chúng ta sắp đến Tinh Châu rồi, chưa biết chừng lần này là sợ hạng muốn liều chết đánh một trận. Đoàn Mạch Nguyệt nói, vậy chắc trên đảo vẫn còn một ít binh lính. Đi thôi, sở uyên xoay người nói với Tiết Hoài Nhạc, dựa theo kế hoạch mà hành động. Gần trăm chiếc thuyền trống rỗng lách qua chiến hạm của sở quân ra trước đội hình. Trên mỗi chiếc thuyền đều dùng dơm dạ bó thành không ít người giả đầu thuyền chỉ để lại một binh sĩ có thủy tính tốt làm nhiệm vụ trèo thuyền chuẩn bị sẵn tinh thần nhảy xuống biển bởi đi bất cứ lúc nào nhận được lệnh giữa mênh mông sương mù như vậy nhìn từ xa coi như cũng có chút hùng vĩ oai nghiêm khi khoảng cách giữa hai quân càng ngày càng rút ngắn thì quả nhiên lại thấy trên mặt biển dần dần xuất hiện rất nhiều quan tài sở uyên nói vạn sự đều phải cẩn thận mọi người đáp cứng một tiếng xoay người cưỡi phượng hoàng bay lên trời hướng về phía chiếc thuyền màu đen kia lao đi. Từ không dễ đứng bên cạnh sở uyên nói. Hoàng thượng không cần phải lo lắng, cho dù không tìm được người điều khiển con rối kia. Nhiều người như vậy muốn phá hủy một chiếc thuyền cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Chấm biết, sở uyên thu lại đường nhìn. Đi thôi, cùng chấm lên đài cao nhìn một chút. Đại phượng hoàng xuyên thủng tầng tầng tiếng gió, không bao lâu đã bay lên khoảng không phía trên chiếc thuyền lớn kia bởi vì có màn xương đen dày đặc che chở nên không thể nào nhìn được tình hình trên thuyền cũng không biết suốt cuộc trên đó có bao nhiêu người đoàn mạch nguyệt căn dặn cẩn thận ám khí ba con phượng hoàng chậm rãi bay vòng vòng xuống lúc sắp tới được thuyền lớn thì đột nhiên lại có hàng trăm mũi tên nhọn chọc thủng màn xương vụt tới chẳng chỉ chẳng khác gì một cơn mưa đại phượng hoàng cất tiếng kêu sắc sảo bén nhọn đôi cánh vội vàng đảo qua loạt mưa tên bằng kim loại vững chắc này đều bị đánh rơi xuống biển. Khúc Uẩn Chi cả kinh nói, còn có thể đau thương không vào được nữa sao? Đoàn Mạch Nguyệt lật người nhảy xuống bong thuyền, nắm chặt huyền minh hàn thiết trong tay. Những người còn lại cũng lần lượt nhảy xuống, xung quanh cực kỳ yên tĩnh, dường như không có lấy một bóng người. Chia thành bốn hướng tìm đi, Đoàn Mạch Nguyệt nói. Diệp Cẩn ừ một tiếng, theo Thẩm Thiên Phong đi về một hướng. Đoạn giao và khúc ẩn chi cũng đều tự tản ra trong tay nắm một con cổ vương đang buồn ngủ rũ rượi, chờ khi nó đột nhiên có tinh thần nhảy nhót trở lại thì cũng chứng tỏ con mẫu trùng kia đang ở ngay gần đó thời gian một chén trà nhỏ trôi qua diệp cẩn nhíu mày nói trên thuyền này không giống như là có người không có người cầm lái cũng không có người cua nước quả thật chẳng khác gì một chiếc thuyền trống không nhưng rõ ràng vừa rồi vẫn còn có người phòng ám khí thẩm thiên phong nói ít nhất trước khi chúng ta tới thì nơi này vẫn có người đừng nói là hiện tại đã chạy rồi à diệp cẩn nhỏ giọng nói thầm còn chưa nói xong một câu thì đã nghe phía bên kia thuyền chuyển đến một tiếng nổ đoàn mạch nguyệt nghiêng người tránh thoát một cái đuôi thật lớn vùng kiến chém con rắn biển khổng lồ trước mắt thành hai đoạn diệp cẩn vội vã chạy tới đây là cái thứ quỷ gì nó vọt từ dưới biển lên đoàn mạch nguyệt nói tìm được con rối chưa vẫn chưa diệp cẩn lắc đầu giống như một chiếc thuyền trống rỗng vậy một lát sau, đoạn dao và khúc quẩn chi cũng chạy tới, đều nói là không phát hiện ra được bất cứ thứ gì. Nhưng đám cương thi này lại đứng dậy khỏi quan tài rồi. Diệp Cẩn nhìn ra phía mặt biển, nhíu mày nói. Nhất định là có người vẫn đang âm thầm điều khiển con rối kia. Chỉ có điều chúng ta không tìm được mà thôi. Không còn kịp nữa, Thẩm Thiên Phong nói. Cho nổ chiếc thuyền này đi. Đoàn Mạch Nguyệt gật đầu, huyết sáo gọi Phượng Hoàng bay xuống. Nhưng chỉ trong nháy mắt, bóng thuyền đã trên năm xẻ bảy vô số đôi tay khô quát từ bên dưới vươn lên đôi mắt trống rỗng tối đen không còn một chút thần thái nào vừa cứng ngắc vừa nhanh chóng đứng lên diệp cẩn hét lên một tiếng vừa quay đầu đã đối diện ngay mặt một con cương thi hắn là thần y mà đã là đại phu thì đều ưa sạch sẽ bình thường lúc chữa bệnh cứu người tất nhiên sẽ không chê bẩn nhưng thời gian còn lại chỉ cần vạt áo dính chút bụi thôi cũng không thể chịu được rồi huống chi là bị nhiều thây khô như vậy vây quanh Gần như là cùng lúc đó, cổ vương trong tay mọi người giống như đều cùng phát điên, vùng vẫy loạn cả lên. Phượng Hoàng từ dưới chân trời muốn bay vào xuống, nhưng lại bị màn sương đen dày đặc cản trở tầm nhìn. Dưới tác dụng của sóng biển và cương thi, tuyển lớn nhanh chóng bị nứt ra thành vô số mảnh vụn. Người tay thẩm thiên phong kéo diệp cẩn, dùng sức ném hắn lên lưng Phượng Hoàng. Tay kia kéo khúc bẩn chi tới bên người, quay đầu lên tiếng nói với đoạn sao và đoạn bạch huyệt. Lui! đoạn dao dạo một tiếng liệt vân đào vùng ra một đạo hàn quang chém rụng đầu một vòng cương thi bao vây quanh mình lúc này vừa vặn có một con phượng hoàng lao xuống đoạn dao nằm lấy móng vuốt cứng rắn như móc câu khổng lồ bằng sắt của nó xoay người nhảy lên lưng ca đoạn dao không thấy rõ đoạn bạch nguyệt ở nơi nào đoạn bạch nguyệt ngược lại cũng không tìm phượng hoàng mà hai chân nhẹ nhàng lướt qua những tấm gỗ nổi lềnh bềnh trên mặt nước như hải ưng săn mồi hạ xuống mặt biển xách lên một cương thi nắm tay dùng lực bóp một cái đối phương lập tức thống khổ hét lên đầy mắt cũng vì đau đớn mà trở nên vặn bẹo, không còn trơ trơ vô hồn như những cương thi khác nữa chính là do người giả trang mà thành quả nhiên không nhìn lầm đoàn mạch nguyệt cười lạnh một tiếng nhìn con nhện gần như đã phát điên trong tay mình nâng trưởng đánh hắn ngất xỉu sau đó phi thân nhảy lên lưng con phượng hoàng thứ ba ca nhìn thấy ca ca đoạn dao cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm hoàng thượng trên chiến thuyền chủ từ không duệ cũng vui vẻ nói hình như đám cưng thi kia bất động rồi chắc chắn đoạn huynh và mọi người đã thành công nắm tay vẫn luôn siết chặt của sở uyên lúc này mới buông lỏng một chút lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh ừ phía chân trời chuyển đến tiếng kêu rõ ràng của phượng hoàng cục bông đứng trên đầu vai của sở uyên ngẩng đầu nhìn các ca ca mắt độ đen cực kỳ hâm mộ lại có thể bay cao như vậy Đoàn Mạch Nguyệt thả người nhảy xuống, ném kẻ giả trang thành cương thi kia lên bong thuyền. Một con rối gỗ từ trong ngực áo hắn lan ra, một cánh tay dựng thẳng lên trời. Trên mặt biển ngoài khơi xa, cương thi trong mấy trăm cỗ quan tài cũng soạt một cái giơ lên một cánh tay. Đoạn giao cảm thấy một màn này quả là rất thú vị. Dự cần nhảy lên bong thuyền, khó có được phải cung bái người nào đó của ca ca mình một lần. Trên mặt biển ngoài kia khắp nơi đều tối đen như mực, muốn nhìn rõ đối phương đã là chuyện khó càng đừng nói phải tìm ra được kẻ giả mạo này giữa hàng trăm cương thi như vậy không có vấn đề gì chứ sở uyên chạy tới không có gì đoàn mạch nguyệt nhặt con rối dưới sàn thuyền lên lúc trước thám tử không nhìn lầm lần này có không ít quân đội mai phục phía sau những cỗ quan tài kia vừa lúc một lưới bắt hết sạch luôn con rối có mùi khương phấn cực nồng nếu xung quanh yên tĩnh thì còn có thể nghe được tiếng vang ong ong phát ra từ bên trong Diệp Cẩn và đoạn giao liếc mắt nhìn nhau. Từ trong đôi mắt của đối phương nhìn ra nỗi khát vọng giống mình. Thật sự là rất muốn, rất muốn hủy tượng cướp trùng. Báo. Có thám tử ở tiền tuyến, vội vã trở về bẩm báo. Nói là đội thuyền của phản quân đã tới gần rồi. Cánh buồm ẩn hiện trong màn xương đen kia, mênh mông một mảnh. Không nhìn ra được đâu mới là điểm cuối cùng. Ít nhất cũng phải có mấy vạn người. Xem ra lần này hắn mang toàn bộ binh lính ra khỏi hang ổ luôn và mạch nguyệt nói vừa lúc một lưới bắt hết hoàng thượng chắc vân hạc từ một đầu thuyền khác chạy tới quân ta bắt được một phản quân ở tiền phương hắn tự xưng mình đã từng là tâm phúc của sở hàng là người đại sở muốn đầu hàng thật hay giả vậy diệp cẩn nhíu mày tới đúng vào lúc này nghe cứ như là cái bẫy nào đó dẫn tới đây đi sở uyên nói chậm xe một chút chắc vân hạc nhận lệnh rời đi một lát sau dẫn theo một người bị trói gô tới. Tuổi hắn khoảng chừng 20, y phục rách nát bẩn thỉu, mặt mũi cũng đen kịt, nhìn như là vừa từ một trong những cỗ quan tài kia bước ra. Đoàn Mạch Nguyệt phân phó, lau sạch mặt của hắn đi. Thị vệ đứng bên cạnh, lấy một cái khăn ướt ra, lau đi những vết dơ trên mặt hắn, để lộ ra một gương mặt nhìn có chút quen thuộc. Đoàn Mạch Nguyệt bật cười. cười. Còn tưởng là ai? Thì ra là đệ đệ của Phi Loan Lâu Chủ cảnh lưu hồi sở uyên ngược lại có chút ngoài ý muốn vương gia đang nói chuyện với người đó cầm điếc phải không chắc vân hạc bên cạnh lời tiếng quát bổn vương và phi loan lâu chủ coi như cũng có chút giao tình đoàn mạch nguyệt nói tiếp lần này đại sở xuất chiến cảnh lâu chủ còn cố ý tới dặn dò ta nhất thiết phải mang ngươi trở về đại sở không ngờ cư nhiên lại gặp ngươi vào lúc này cả ca ta đã từng tới tìm vương gia ư cảnh lưu hồi chật vật không chịu nổi nghe vậy đáy mắt dấy lên vài tia hy vọng như là đã nắm được cọng rơm cứu mạng dồn dập nói chỉ cần có thể đưa ta trở về phi loan lâu ta nguyện sẽ lấy công trục tội đảo tinh châu từ khi mới thành lập đến nay đều là do ta trưởng quản bởi vậy trên đảo kia có cái gì không ai có thể rõ ràng hơn ta ồ chân mày sợ uyên dương lên nếu đúng là như vậy thì ngươi phải là người có công rất lớn mới phải chắc chắn sở hạng cũng cho ngươi không ít thứ vì sao không đợi tương lai thăng quan tiến chức mà hết lần này tới lần khác lại phản bội hắn vào đúng lúc này hoàng thượng thứ tội trước đây tiểu nhân nhất thời bị ma quỷ xui khiến thấy sở uyên mặc long bào vàng tất nhiên cảnh lưu hồi cũng có thể đoán ra được thân phận sở hạng làm người độc ác tàn nhẫn tiểu nhân từng nghe chính miệng hắn nói với hát nha là muốn mượn tay sở quân diệt trừ lưu cẩm đức hiện tại hát nha cũng bị hắn luyện chế thành yêu quá giết người chỉ sợ người kế tiếp người kế tiếp bị hắn hạ thủ chính là tiểu nhân yêu quá giết người đoạn mạch nguyệt nhíu mày phải cảnh lưu hồi nói hắn bị sở hạng cho uống một viên thuốc độc thất khiếu chảy máu mà chết tất cả mọi người ở tinh châu đều tận mắt nhìn thấy nhưng không hiểu vì sao gần 10 ngày trước đột nhiên hắn sống lại hành động cứng ngắc chẳng khác nào cương thi nhưng võ công lại cao hơn trước mười mấy lần ngược lại cũng giống với những gì sở hạng có thể làm được Diệp Cẩn lắc đầu, thủ đoạn độc ác đến độ này, thật khó mà tìm được kẻ thứ hai. "Vậy ngươi có biết phải dùng cách gì mới có thể đối phó được đám cương thi kia không?" Đoàn Mạch Nguyệt hỏi. Cảnh Lưu Hồi gật đầu, sau đó lại lắc đầu. "Người điều khiển đám cương thi này ở trên chiếc thuyền lớn kia, nhưng vừa rồi thuyền đã bị người của đại sở đánh chìm rồi, chỉ sợ đám cương thi này cũng không thể cử động được nữa." Diệp Cẩn bĩu môi, "Cũng rất thành thật a." À trên đảo tinh châu còn đội quân cương thi nào khác không? đoàn mạch nguyệt lại hỏi. hết rồi, đây đã là nhóm cuối cùng, đều là những thi thể được vận chuyển từ đại sở tới nhiều năm về trước. cảnh lưu hồi nói. sau lại cảng khẩu bị giới nghiêm, nên không vận chuyển thi thể được nữa, cũng không thể hạ thủ với người trên các quốc đảo ở nam dương này, sợ sẽ kích động sự phẫn nộ của nhiều người. vì vậy mà chỉ luyện chế được mấy nghìn quỷ thi đó thôi. mấy nghìn quỷ thi cũng đủ thiếu đạo đức rồi. Ô nữ niên vẻ mặt ghét bỏ. Đảo phần mộ tổ tiên của mấy nghìn người đại sở. Đã vậy còn muốn làm hoàng thượng. Nghĩ thật đẹp. Một tiếng cảnh lệnh chợt vang lên. Phó quan tới bẩm báo. Nói tiết tướng quân đã hạ lệnh toàn quân chuẩn bị nganh chiến. Tiết hoài nhạc gật đầu. Đại nhân yên tâm. Nếu trận này bại, mà tướng mang đầu tới gặp. Dẫn hắn lui xuống trước đi. Đoàn bạch nguyệt phân phó. Chờ đánh trận xong lại tính. Người thấy sao? Đợi hắn đi rồi, Đoàn Bạch Nguyệt mới hỏi Sở Uyên. Sở Hạng làm người độc ác tàn nhẫn, giết cảnh lưu hồi cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Sở Uyên nói, cảnh lưu hồi phản bội Sở Hạng để tự bảo vệ mình cũng là chuyện dễ hiểu. Dù sao đi nữa, nếu Sở Hạng thua trong trận chiến này thì hắn cũng chính là phản tặc, sẽ phải chịu tội chết. Hơn nữa còn liên quan đến cửu tộc. Mà nếu Sở Hạng thắng, từng tận mắt chứng kiến kết cục của Lưu Cẩm Đức và Hắc Nha nên chắc cũng không trông mong sở hạng có thể thật sự cho hắn được thăng qua tiến chức bổng lộc dồi dào nếu thắng thua đều phải chết thì chẳng bằng đánh cuộc một lần ít nhất hắn cũng không giấu giếm nói bừa chuyện cương thi đoàn mạch nguyệt nói còn chuyện về hắc nhà thì chắc cũng sẽ biết ngay trong trận đánh lần này thôi sở uyên gật đầu trước tiên cứ mặc kệ hắn như vậy đã tới đằng trước xem tình hình chiến đấu đi mọi người đáp ứng một tiếng rồi tự tản đi đoàn mạch nguyệt cùng sở uyên lên đài đốc chiến chỉ thấy đội thuyền của phản quân đã tiến lại càng ngày càng gần. Quả thực đông nghìn nghịt, kéo dài điên miên không dứt, trùng trùng điệp điệp, giống như dãy núi khổng lồ. Mấy nghìn cỗ quan tài còn lại đang lẳng lặng trôi trên mặt biển giữa hai đội quân, do tác động của sóng biển mà không ngừng va đập vào nhau. Sở hạng đứng ở đầu thuyền, giữ tận nói. Phế vật! Những quỷ thi này cũng không phải là phế vật, chẳng qua là bị cho nổ thuyền lớn phá hủy mà thôi một lão vu sư mặc áo bảo màu đen đứng bên cạnh hắn tiếc hận nói tất nhiên là vì cảnh lưu hồi kia muốn lấy lòng đại sở cho nên mới khai ra bí mật đó sở hạng nghe vậy sắc mặt càng âm trầm lúc trước cho dù thế nào hắn cũng sẽ không ngờ chiến sự đang trong thời khắc mấu chốt chỉ mảnh treo chuông thế này mà lưu cảnh hồi đột nhiên lại bỏ mặc tất cả chạy trốn ra khỏi đảo trước đó cũng không có dấu hiệu gì khác thường chủ thượng một binh lính canh gác nơi tiền tuyến vội vàng chèo thuyền nhỏ quay về lên tiếng nói đám quỷ thi kia dường như đã sống lại rồi sở hạng nghe vậy cả kinh đi trên đài cao nhìn khắp một lượt quả nhiên chỉ thấy trong những cỗ quan tài đang trôi nổi ngoài khơi kia có không ít cương thi nối tiếp nhau đứng lên đồng loạt giơ quỷ mộc hạp hướng thẳng về phía đại doanh sở quân điều này phù sư mặc áo bảo màu đen kia cũng đuổi theo sở hạng lên đài cao thấy vậy suy đoán chẳng lẽ a khảm vẫn còn sống con rối kia vẫn còn ở trong tay hắn sao sở hạng cũng có chút do dự phản ứng đầu tiên của hắn vừa rồi chính là đám cương thi kia đã bị đại sở nắm giữ vừa định hạ lệnh dùng thủy lôi đánh chìm những cỗ quan tài đó nhưng không ngờ những cương thi này lại đứng dậy nắm thiết mâu về phía đại sở bởi vậy trong lúc nhất thời cũng có chút do dự khoảng cách hai quân càng lúc càng gần những cỗ quan tài gần như bị chèn ép trong không gian giữa hai đội thuyền hơn nữa nghìn quỷ thi đứng thẳng tắp quỷ mộc hạt trong tay khúc xạ ra vô số tia sáng lạnh lẽo mộc di si lão nhân siết chặt nắm đấm lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh nam ma tả ở bên cạnh từ từ an ủi hắn yên tâm đi tiền bối đoàn mạch nguyệt quay đầu lại nhìn mộc di si lão nhân một cái mộc di si lão nhân chần chừ chốc lát rồi gật đầu đoàn mạch nguyệt mỉm cười ấn mạnh vào chốt mở cơ quan ám khí trên con dối gỗ đang nắm trong tay đây ngủ sư kia kinh hãi bất kể thế nào hắn cũng không thể ngờ rằng ám khí trong quỷ mộc hạp còn có thể điều phương chuyển hướng không bắn về phía đại sở mà ngược lại bắn về phía đại quân ở phía sau sở uyên bừng bừng khí thế ra lệnh khai chiến đầu gối mộc di si lão nhân mềm nhũn đỡ làn can thuyền chậm rãi ngồi bệt xuống ngược vào phòng kịch liệt toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh sở uyên nói đà tạ tiền bối Trời mặt biển không ngừng vang lên tiếng chém giết và tiếng đao kiếm và chạm vào nhau không ngừng có người kêu thảm thiết rơi xuống biển. Máu tươi hòa vào dòng nước biển, sôi lên ủng ngục, nhanh chóng nhuộm màu nước biển từ xanh lam thẫm thành màu đỏ tươi. Đây đã là trận đánh cuối cùng. Bởi vậy, bình lính hai bên đều ôm tâm tình đều chết mà đánh. Nếu đau kiếm bị chém rơi xuống biển thì dùng tay không ra trận. Hai mắt đỏ ngầu túm lấy đối phương. Chỉ cần có thể giết được nhiều thêm một người thì cho dù phải chết trận ở chiến trường cũng không thua lỗ. Mộc xì lão nhân khoát khoát tay, vừa rồi lúc dạy đoạn mạch nguyệt cách chỉ huy đám cường thi kích mở cơ quan ám khí trên quỷ mộc hạp gần như là thời khắc tinh thần tập trung cao độ nhất trong cả cuộc đời hắn rất sợ sẽ phạm phải nửa phần sai lầm làm ám khí thật sự bắn về phía đại sở mà vào lúc này hắn đã không còn chút sức lực nào nữa cho dù chỉ là để nói một câu lo lắng sợ hãi rồi vui mừng kéo tới dồn dập như vậy nên hắn cảm thấy đầu óc có chút choáng váng sở uyên sai người đỡ mộc xì si lão nhân về phòng nghỉ ngơi Nam A Tả tự giác đi theo phía sau. Mái tóc đã được đoạn giao tết thành đính chỉnh tề, đung đưa đung đưa theo bước đi. Đoàn Mạch Nguyệt ngạc nhiên nói. Hôm nay sư phụ cư nhiên không đứng lại đây xem náo nhiệt. Xem náo nhiệt cái gì? Thân hình Nam A Tả cứ ngắc dây lát, xua tay nói. Người lại không cho phép ta ra trận, chỉ đứng nhìn không thì được cái dám gì, còn không bằng về ngủ một giấc. Đoàn Mạch Nguyệt lắc đầu cười cười, gọi đoạn niệm đưa hai vị lão nhân trở lại chỗ ở. Tiền ông ôm tiểu kim tử ngồi trên nóc thuyền, nhìn hai quân chém giết phía xa xa, thuận tiện hỏi tôn tử. Tiểu kim ma, à, con cảm thấy cha con lợi hại hay là nương con lợi hại? Tiểu kim tử nắm một khối bánh điểm tâm trong tay, miệng hàm hồ không rõ nói. ra ra lợi hại. Tiền ông cực kỳ thỏa mãn. Tôn tử ngoan. Đoạn sao gật đầu, mang huyền minh hàn thiết về phòng nhét vào ngăn tủ, sau đó cùng tư không duệ tới tam sở uyên một loạt đạn dầu hỏa từ phía đối diện bay tới thẩm thiên phong dễ dàng tung người nhảy lên hướng về phía ngoài khơi lướt đi như dẫm trên đất bằng ngân thương trong tay không ngừng xoay quanh những nơi hắn đi qua sóng cuộn ngập trời cuốn toàn bộ số đạn dầu hỏa kia chìm vào lòng biển lúc quay trở lại trên thuyền thì ngay cả vạt áo cũng không dính nước nguyệt la kinh ngạc thán phục wow diệp cẩn bĩu môi nguyệt la kéo kéo ống tay áo của hắn người xem kìa Thẩm minh chủ quả là lợi hại a à? Diệp Cẩn nhìn trời Nhà. Vậy sao không quen Tại địch doanh phản quân Sở hạng nở nụ cười lạnh lùng Nghiêng đầu nhìn người bên cạnh Mấy nghỉ thiết màu lao vút ra khỏi quỷ mộc hạp Mang theo tiếng gió bén nhọn Xuyên thủng lồng ngực của đám cương thi Nhanh như tia chớp đánh ngục hàng loạt phản quân Đứng đầu trận tuyến của quân địch Sau đó vòng ngược lại một vòng Mũi thiết màu đi đến đâu Là tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên đến đó máu tươi văng tung tuế trong không trung, trông như một màn xương màu đỏ nhạt. Hai mắt hắc nha không hề chớp động, tay nắm một thanh trưởng đao, vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía sở hạng. Đi đi, sở hạng vỗ sau lưng hắn một cái, giết hết tất cả. Hắc nha hú lên một tiếng quái dị, một con cá lớn lập tức từ dưới đáy biển ngoi lên, cải đuôi vung vẩy khuôn nước, mang theo hắn thừa dịp loạn lạc xuyên qua khói lửa chiến trường, lặng yên không tiếng động, đến gần chiến thuyền chủ của sở quân sau khi cua đào quét ngã một vòng sở quân vây công hắc nha lăng không bay lên rồi thẳng tắp rơi xuống bong thuyền đáy mắt sừng sững đáng sợ nhưng lại không có chút thần thái nào diệp cẩn hít một ngụm khí lạnh trời ạ à, thật sự là thành quái vật rồi đoạn Mạch nguyệt rút kiếm bảo vệ sở uyên phía sau lưng mình ngự lâm quân xung quanh đó cũng chạy tới bao vây lại hắc nha cười khẳng khặc trực tiếp tấn công về phía đoạn bạch nguyệt hầu như là dùng hết 10 thành công lực. Lúc trường đao trong tay hắn và huyền binh hàn thiết và chạm vào nhau, cả chiếc thuyền to lớn đổ sộ như vậy cũng bị chấn động rung lắc kịch liệt. Không được, đoạn dao đứng bên cạnh lảo đảo một cái, vội la lên. Nếu như vậy thì thuyền sẽ bị đánh chìm mất. Đoàn mạch nguyệt tung người lên, dẫm mạnh vào ngực hắc nha, mạnh mẽ bước hắn rơi xuống thuyền. Hai người quấn chiến trên mặt biển, đánh đến nan xá nan phân. Đào kiếm chạm vào nhau tóe ra ánh lửa, hầu như ngay cả cơn gió cũng bị chặt đứt. Nan xá nan phân, khó tách ra, khó chấm dứt. Đây rốt cuộc là loại võ công tà môn gì? Từ không duệ nghe được động tĩnh cũng chạy tới hỗ trợ. Chỉ thấy hắc nhà tuy rằng hành động vô cùng cứng nhắc, nhưng tốc độ xuất chiều lại nhanh đến mức quỷ dị. Cộng thêm một thân áo bảo màu xám, nhìn từ xa trông như loài chim săn mồi thật lớn. Phượng Hoàng bay vòng vòng trên không trung, lao nhanh xuống, tiếng kêu vang vọng khắp biển trời móng vuốt sắc bén chợt mở ra, xả xuống, hùng hăng quắp lấy một con mắt của Hắc Nha. Máu đen xỉn xệt, phun tung tóe khắp nơi. Đoàn Mạch Nguyệt chấp lấy cơ hội này, phi thân đâm kiếm xuyên qua lồng ngực hắn. Nhưng Hắc Nha ngược lại cũng không tránh né, thậm chí trên mặt còn tràn ra một nụ cười âm hiểm, lạnh lẽo thấu xương. Trong cánh tay trống rỗng của hắn, đột nhiên vươn ra một cánh tay, nắm lấy thân kiếm Huyền Minh Hàn Thiết, dùng nội lực đẩy ngược lại đánh đoạn bạch nguyệt lảo đảo lùi về phía sau hai bước cánh tay phải cũng bị chấn động mang đến cảm giác tê dại trong khoảnh khắc hầu như ngay tại thời khắc đó nguyên cả cánh tay của hắc nhà vọt ra khỏi tay áo mang theo huyền minh hàn thiết gào thét bay qua tầng tầng xương đen trên mặt biển lấy tốc độ xét đánh không kịp bưng tai trực tiếp xuyên qua thân thể sở uyên ngay sau đó hắc nhà cũng thẳng tắp ngã nhào về phía sau như là bị ai đó rút hết xương cốt mềm nhũn thân thể chút xuống hơi thở cuối cùng Tất cả mọi chuyện xảy ra nhanh đến nỗi Cơ hồ chỉ trong một cái chớp mắt Thời gian thoáng chốc ngưng đọng lại Lòng bàn tay đoạn bạch nguyệt một mảnh lạnh như băng Đại não trống rỗng Nhưng thân thể vẫn theo bản năng Tung người xung tới tiếp lấy thân thể sợ uyên vào lòng mình Máu tươi ấm áp từ vết thương xuôi theo huyền minh hàn thiết Nhỏ xuống mong thuyền Đoạn dao hung hăng bổ một đao xuống cánh tay kia của hắc nha Nhìn kỹ mới thấy Hóa ra nó được cấu thành từ vô số con bọ cánh cứng biết bay Cảnh lưu hồi vội vàng đứng dậy nói Ta tự mình đi, tự mình đi Tới phòng giam cũng tốt Đi đâu cũng được Chỉ cần có thể giữ lại được tính mạng thì tốt rồi Tiểu Uyên Đòi mạch nguyệt run rẩy nắm tay sợ Uyên Trong đầu loạn thành một mảnh Sợ Uyên nhím chặt mày Máu tươi gần như nhuộm đỏ hơn phân nửa long bào trên người Dùng ngón tay gần như vô lực cũng cố gắng đan vào tay đoạn bạch nguyệt. Cứ nằm yên như vậy, đừng nhúc nhích. Diệp Cẩn quỳ gối trên bong thuyền, hoảng loạn mở hòm thuốc ra, nhắc nhở bản thân nghìn bạn lần không được rối loạn. Xung quanh bước chân dồn dập bóng người lộn xộn, tương đối mà nói, thì tứ hỉ ngược lại trở thành người tỉnh táo nhất trong lúc này. Một mặt phân phó nội thị nấu nước nóng, một mặt sai người mang màn trướng tới, vây sở uyên lại bên trong. Hoàng thượng bị thương, trận chiến này phải dựa vào tướng quân rồi. Ôn liễu niên đi thuyền ra tiền tuyến, nói với tiết hoài nhạc. Cái gì? Hoàng thượng bị thương ư? Tiết hòa nhạc cả kinh. Diệp cốc chủ và vương gia đang chuẩn trị. Hoàng thượng vừa mới hạ chỉ. Trận chiến này chúng ta nhất định phải thắng. Ôn liễu niên nói. Khổ cực cho tướng quân rồi. Diệp cần giúp sở uyên xử lý vết thương xong. Để đoàn mạch nguyệt ôm hắn trở về khoang thuyền. Những người còn lại đều đang đánh trận. Chỉ có vài vị lão nhân ôm tiểu kim tử canh giữ ở cửa hỏi. Thế nào rồi? Thấy sắc mặt hắn tái nhợt. Khóe môi Nam Mata giật giật nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Tiền ông vội la lên. Chuyện này không liên quan gì đến ngươi, là do lúc trước ta cứng đầu cứng cổ muốn cướp. Nam A Tà khoát khoát tay, ngồi xổm trên sàn thuyền không nói gì nữa. Tiền ông này cũng chính là huyền minh lão tiên mà huyền thiên nhắc tới năm đó. Trước kia, vì muốn tìm cho đoạn bạch nguyệt một loại binh khí xứng tay, nên Nam A Tà mới cố sống cố chết, đoạt lấy mang về nhưng không thể ngờ có một ngày sẽ làm sợ uyên bị thương. Đóa mịch đàm kia đâu? Mộc Duy lão nhân chợt nhớ tới. Lúc trước quốc trụ Bạch Tượng Quốc tặng nó cho hoàng thượng có nói là nó có thể giúp người chúng độc cải tử hồi sinh. Đó là thứ trước giờ ta chưa từng thấy qua, không biết liều lượng, cũng không biết công hiệu. Diệp Cẩn lắc đầu. Máu thì ngừng chảy rồi. Diệp Cẩn đưa mắt nhìn vào phòng, đi tới cạnh lan can thuyền, rồi mới nhỏ giọng nói. Nhưng đó không phải là loại đao kiếm bình thường Mà là huyền minh hàn thiết Ta cũng không biết sáng mai sẽ thế nào Ngay cả một phần mười Cũng không nắm được trong tay Ta không dám dùng bừa Huống chi lúc này đã là tình thế gay go nhất Nếu lại dùng thuốc lung tung nữa Thì chỉ sợ sẽ phải nhận lấy kết quả Hoàn toàn trái ngược Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh Thôi ta đi nghiên cứu Đóa mịch đàm kia một chút Trong đầu Diệp Cẩn rối tung rối ngủ Hít sâu một hơi muốn nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo một chút làm phiền chư vị tiền bối canh giữ chỗ này bà bị lão nhân liên tục gật đầu nam a tà gọi thị vệ tới hộ tống diệp cần trở về nhà thuốc bên trong khoang thuyền sở uyên mở mắt hình ảnh mơ mơ hồ hồ chồng chất lên nhau hồi lâu sau mới nhìn rõ được người trước mắt tiểu uyên đoàn mạch nguyệt nắm tay hắn thấy sao rồi sở uyên lắc đầu không sao thành âm rất thấp thấp đến hầu như không nghe ra được. Không sao là tốt rồi. Đoàn mạch nguyệt cũng chán mình vào chán hắn, hốc mắt đỏ bừng. Ngoan! Bên ngoài thế nào rồi? Sở Uyên hỏi. Vẫn đang đánh, có điều chúng ta sẽ thắng nhanh thôi, đoàn mạch nguyệt nói. Chậm nhất là đêm mai, chúng ta có thể đổ bộ lên tinh châu. Sở Uyên gật đầu, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, trên mặt không có nửa phần huyết sắc. Ngay cả mạch đập cũng yếu ớt đến hầu như không cảm nhận được đoạn dao giết sạch toàn bộ một tiểu đoàn, tới tận nửa đêm mới xúc cùng lực kiệt, kéo liệt bên đao trở về. Huyền Minh Hàn Thiết vẫn còn bị cắm trên bong thuyền, mảng xương đen cũng đã phân tán hơn phân nửa. Ánh trăng chiếu xuống thân kiếm, lóe ra vô số hoa văn lam sắc quỷ dị, không ngừng di động. Đều trở về nghỉ ngơi đi, Nam A Tả phất phất tay. Ngày mai còn phải tiếp tục đánh trận, cảnh giữ nơi này cũng vô dụng thôi. Không bằng trở về nghỉ ngơi dưỡng sức, đoạn dao khẽ nhíu mày, dò dự bước tới gần. Ánh trăng bị mây đen che khuất lần nữa, những hoa văn kia cũng biến mất chỉ trong nháy mắt. Thân kiếm chân nhẵn, lóe ra ánh sáng yếu ớt. Đoạn dao đưa tay cầm lấy chui kiếm, cố sức rút nó lên. Tiếng vang bong bong. Giao nhi, từ không dậy từ đầu kia chiếc thuyền chạy tới, y phục màu trắng dính đầy máu tươi. Hoàng thượng sao rồi? Ta vừa mới trở về, đoạn dao nói, thầy kiếm của ca ca vẫn ở chỗ này nên giúp ca ca lấy lại cứ mang về phòng ngươi trước đi từ không duệ nói thành kiếm này tổn thương hoàng thượng lúc này đừng để nó xuất hiện trước mặt đoạn huynh thì tốt hơn sư phụ đoạn Giao hỏi hoàng thượng thế nào rồi nam ma tả đưa tay ra hiệu bảo hắn giữ yên lặng nhỏ giọng nói diệp cốc chủ đã xem qua rồi nói là bị thương không nhẹ không nên vào đó quấy giày thì hơn đoạn sao gật đầu vâng không trúng độc chứ? Từ không duệ dày giặt hỏi. Huyền Minh Hàn Thiết không có độc. Tiền ông thở dài nói. Chẳng qua là kiếm khí quá mức âm hàn. So với trúng độc cũng không tốt hơn bao nhiêu. Thậm chí có thể nói là còn không bằng trúng độc. Từ không duệ cam nín. Đều trở về nghỉ ngơi đi. Nam Ma Tà vất vất tay. Ngày mai còn phải tiếp tục đánh trận. canh giữ nơi này cũng vô dụng. Thôi, không bằng trở về nghỉ ngơi, dưỡng sức đoạn sao dõi mắt nhìn vào trong khoang thuyền trong phòng ánh nến mở nhạt yên tĩnh không một tiếng động sở uyên tựa vào lòng đoạn mạch nguyệt ngủ mê man thân thể lúc lạnh lúc nóng chân mày nhíu chặt chưa từng giãn ra đoạn mạch nguyệt ôm hắn mở mắt trừng trừng dòng dã cả đêm dạng sáng hôm sau huyền minh hàn thiết trong ngăn tủ của đoạn sao rung lên ong ong nhưng vì đoạn sao đã đánh trận cả ngày đến sức cùng lực kiệt lúc này đang bọc chăn nửa tỉnh nửa mê nên cũng chỉ xem như mình đang nằm mơ Diệp Cẩn trợn tròn mắt suốt đêm không ngủ, nhìn chằm chằm đóa mịch đàm kia không biết có nên dùng hay không, cũng không biết phải dùng nó như thế nào. Cầm lên buông xuống mấy chục lần, mà đầu óc vẫn cứ rối tinh rối mù cả lên. Thẩm Thiên Phong thầm thở dài, đi tới nhẹ nhàng ôm bờ vai hắn. Về phòng nghỉ ngơi trước có được hay không? Nếu quỷ thủ tiền bối có mặt ở đây thì tốt. Giọng Diệp Cẩn có chút khàn khàn. Tiền bối nhất định biết mịch đàm này dùng như thế nào, Lúc trước vì sao lại không nghĩ tới chuyện này chứ? Khi vừa cầm một đóa hoa này trong tay, thì nên viết thư gửi tới đảo nhiễm xương ngay lập tức, để phòng bất cứ trường hợp nào mới đúng. Phượng Hoàng đã mang ám vệ trở về đảo nhiễm xương tìm quỷ thủ tiền bối rồi. Đi về mất khoảng chừng trên dưới 10 ngày. Thẩm Thiên Phong nói, tình huống của Hoàng thượng rốt cuộc thế nào rồi? Lục phủ ngũ tạng, ngược lại không bị tổn thương quá nặng, vì thanh kiếm kia chỉ xuyên qua bên hông. Hơn nữa, tùy trọng lượng của huyền minh hàn tiết không nhẹ, nhưng thân kiếm lại cực mạnh Nếu đổi thành liệt vân đao, thì có lẽ mới thật sự là trời cũng hết cách. Diệp Cẩn nhắm mắt lại, cũng chán mình vào ngực thẩm thiên phong. Nhưng cỗ hàn khí cực kỳ âm lãnh kia, hầu như đóng băng ở vết thương, cũng đóng băng cả tâm mặt. Ta thật sự không biết phải chữa trị như thế nào. Thẩm thiên phong ôm hắn vào lòng. Đừng sợ, trước kia hoàng viễn chúng kịch độc cũng là loại độc người chưa từng thấy bao giờ nhưng cuối cùng người vẫn có thể cướp được tính mạng của hắn từ tay diêm vương hoàng thượng cát nhân thiên tướng lần này cũng sẽ tai qua nạn khỏi thôi diệp cẩn nắm chặt y phục của hắn khản giọng nói ừ chỉ mong là vậy sở uyên tỉnh lại một lần từ tối hôm qua sau đó vẫn luôn mơ màng ngủ say thi thoảng sẽ khản giọng ho khan hai tiếng nhưng cũng không nghe được đoạn bạch nguyệt nói gì bên tai thân thể lạnh lẽo như băng, hô hấp và mạch đập yếu ớt đến gần như ngừng lại. Mọi người đều ra chiến trường giết địch, nhưng cũng thường xuyên chạy tới hỏi thăm tình hình hoàng thượng. Từ xa xa đã thấy tứ hỉ canh giữ ở cửa, trầm mặc xua tay, vì vậy cũng thức thời xoay người rời đi. Một lúc lâu sau, Diệu Tâm cũng đi tới. Tứ hỉ chạy tới đón đường ngăn lại nói. Đại sư, hoàng thượng vẫn đang ngủ, vương gia phân phó, không cho phép bất cứ ai đi vào quấy rối vừa rồi ta mới gặp đoạn tiểu vương ra nghe hắn nói vài câu diệu tâm hỏi tình huống của hoàng thượng ra sao tứ hỉ thở dài điều này hè e là phải hỏi diệp cốc chủ diệu tâm nhíu mày nhưng đúng lúc này lại nghe tiếng kẻn lệnh từ xa xa vọng lại là sở quân vừa mở đợt tấn công tiếp theo vì vậy cũng không kịp hỏi gì nữa xoay người tiếp tục ra chiến trường giết địch. Ngón tay sở uyên hơi giật giật mở mắt nhìn góc giường Thẩm Thiên Phong nghe vậy nhíu mày. Phải làm sao bây giờ? Diệp Cẩn khó có được mở mịt. Có thể kiên trì được 10 ngày không? Thẩm Thiên Phong hơi cúi người, nhìn thẳng hắn. Ít nhất trở quỷ thủ tiền bối tới. Ta thử xem. Diệp Cẩn do dự gật đầu. Tiểu Uyên, đoàn mạch nguyệt canh chừng hắn tròn một đêm. Lúc này khó khăn lắm mới thấy hắn tỉnh lại. Người thấy thế nào? Sở Uyên nhìn hắn, lồng mười ngón tay vào nhau, một lúc sau mới hỏi ta ngủ bao lâu rồi không lâu lắm một buổi tối mà thôi đoàn mạch nguyệt nói trận đánh ngoài kia vẫn chưa kết thúc hiện tại mới vừa qua buổi trưa sở uyên gật đầu tay phải cố sức vương lên xoa xoa gõ má hắn đi nghỉ ngơi một lát đi không đi đoàn mạch nguyệt nắm tay hắn lúc nào ngươi khỏe lại ta mới ngủ sở uyên cười ngốc ừ Đoàn Mạch Nguyệt ngẩng đầu lên, muốn ngăn nước mắt chảy xuống. Ta ngốc. Sở Uyên nhắm mắt lại nghỉ ngơi tiếp một trận. Lúc có lại chút khí lực, cởi long ngọc ban chỉ của mình ra, nhẹ nhàng đưa cho hắn. Đoàn Mạch Nguyệt lập tức rút tay ra, trái tim như bị đau cắt. Đừng làm rộn. Long ngọc ban chỉ, nhẫn làm bằng ngọc khắc hình rồng. Cũng không phải muốn đưa cho ngươi, giọng sở uyên đứt quãng đưa cho tiểu mãn nói với thái phó nó là người của sở ra tiểu uyên đoàn mạch nguyệt nắm tay hắn Đức nở nói không cho phép suy nghĩ lung tung người sẽ không sao đâu có được hay không mang ta trở về tây nam sở uyên nhìn hắn hầu như phải dùng hết tất cả khí lực còn dư lại được được ta mà người trở về tây nam đoàn mạch nguyệt qua quýt gật đầu ngon cái run rẩy giúp hắn lau nước mắt không đi đâu nữa hết, chúng ta lập tức về nhà. Toàn thân lạnh lẽo giống như rơi vào hầm băng, Sở Uyên mơ mơ màng màng tựa vào ngực hắn, cũng là nơi duy nhất còn có thể cảm nhận được độ ấm. Tay được hắn nắm chặt trong lòng bàn tay, đau đớn và sợ hãi cũng ít đi vài phần. Bắt đầu từ lúc mới quen biết, những hình ảnh từ từ hiện lên trong đầu, rồi nghĩ tới những tiểu đảo ở hải ngoại và biệt viện ở Giang Nam còn chưa kịp đi qua cuối cùng dừng lại ở hình ảnh tây nam phủ khắp nơi răng đầy hồng trù đoạn chợt nặng nề rơi vào hắc ám một lần nữa đừng sợ đoàn mạch nguyệt ôm hắn nhẹ giọng dỗ dành trong mắt lại không có nửa phần thần thái chỉ cúi đầu nói sau này dù có đi đâu ta cũng đều sẽ ở bên ngươi đoàn mạch nguyệt vẫn luôn nắm cổ tay của hắn rất sợ mạch đập yếu ớt dưới tay kia sẽ đột nhiên tiêu thất tự trách và hối hận hầu như làm cả người đều phải nổ tung cũng không dám nhớ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua nếu đây thật sự là kiếp nạn mà lão thiên gia đã định trước mình phải trải qua vậy cũng phải xem mình còn một quãng đời còn lại để nói hay không sợ uyên giật giật thân mình như là đang nằm mơ rẻ mi vương đẩy hơi nước lại rụt người vào lòng đoạn mạch nguyệt thêm chút nữa nam ma tả đứng bên ngoài phòng ngay một trận dậm chân một cái chạy đi tìm diệp cẩn tiền bối diệp cẩn đang mơ màng thêm thiếp ngủ dùng nước lạnh rửa mặt xong mới tỉnh táo một chút. Nam mà Tà ném một người tới trước mặt hắn. Diệp Cẩn trần trừ. Cảnh lưu hồi. Đóa mịch đàm này không ăn được, có độc. Cảnh lưu hồi nói. Vậy phải làm thế nào mới có thể cải tử hồi sinh? Diệp Cẩn hỏi. Lưu Cảnh Hồi vội vàng nói. Ta từng nghe được một chuyện xưa. Nghe nói chỉ cần đặt đóa mịch đàm này lên cơ thể người quá cố. Nhanh thì 7 ngày, lâu thì hơn một tháng sau là có thể tỉnh lại phi loan lâu là tổ chức tình báo hàng đầu đại sở cảnh lưu hồi lại là đệ đệ của cảnh lưu thiên tuy nói không có quá nhiều bản lĩnh nhưng dù sao cũng đã sống ở hải ngoại nhiều năm như vậy trung quy cũng có thể nghe được vài thứ hôm qua mọi người đều là đầu óc rối loạn tất nhiên cũng quên mất trên thuyền còn có người này diệp cẩn nhíu mày chỉ có một cách đó thôi sao cảnh lưu hồi liên tục nói đúng 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 Diệp Cẩn cam nín, Nam Ma Tả cũng lắc đầu, nghe xong cũng không thấy có chút tác dụng gì, người chết rồi mới có thể dùng. Thật sự là có độc a. À. Trước khi đi, Lưu Cảnh hồi lại căn dặn thêm một lần nữa, rất sợ Diệp Cẩn không tin. Từ hôm qua đến giờ, hắn bị nhốt ở phòng giam nên cũng không biết rốt cuộc là ai trúng độc, chỉ nghĩ rằng nhất định phải lấy lòng Diệp Cẩn, lập nhiều công lao một chút, tương lai mới có thể giữ được tính mạng. Diệp Cẩn lại nhìn chằm chằm đóa mịch đàm kia hồi lâu, muốn thử xem đồ chơi này rốt cuộc có độc hay không. Cầm kéo lên rồi, nhưng lại bắt đầu do so dự. 18 cánh hoa khô hoàn chỉnh không xứt mẻ, tầng tầng lớp lớp, chặt chẽ bao bọc lại cùng một chỗ. Cấu thành một đóa hoa hình tròn trọn vẹn. Nhưng nếu bây giờ đụng kéo vào một cái, nhớ nó trở thành triệt để vô dụng luôn thì khi đó biết phải làm sao. Tiền bối nói thật đơn giản. Diệp Cẩn ôm đầu gối, ngồi xổm dưới đất. Dùng độ lực Bước kiếm khí ư? Phải bước như thế nào? Bạn nhất xảy ra chuyện thì sao? Này! Thôi, người đừng hy vọng gì vào nó nữa. Nam Tả nói. Hoảng thượng là bị huyền minh hàn thiết gây thương tích. Nếu lực phủ ngũ tạng không bị ảnh hưởng gì quá lớn, thì vấn đề còn lại chỉ là do kiếm khí âm hàn. Nghĩ biện pháp dùng đội lực bức kiếm khí ra khỏi cơ thể là được. Nếu không nhanh chóng nghĩ biện pháp, thì lúc đó mới thật sự xảy ra chuyện. Nam Tả mặt mày sầu khổ cũng ngồi xổm bên cạnh hắn, do sự một lát rồi mới nói. Vừa rồi, hoàng thượng có tỉnh lại một chút, cởi long ngọc ban chỉ ra, nói phải giao lại cho tiểu mãn. Diệp Cẩn nghe vậy chừng lớn mắt. Hắn đang nghĩ bệnh bạ cái gì? Hoàng thượng là người tập võ, tất nhiên có thể hiểu được bản thân mình có khỏe hay không. Cho nên ta mới nói là thật sự không thể kéo dài thời gian được nữa. Nam A à Tà thở dài. Đêm nay ta sẽ giúp hoàng thượng trị thương. Người chỉ cần nghĩ một biện pháp bảo vệ lục phủ ngũ tạng của Hoàng thượng là được Trước đây ta chưa từng nghe qua phương pháp này Còn có thể có người dùng nội lực bức kiềm khí ư Diệp Cẩn vẫn lắc đầu Không thể được Trước đây người chưa từng nghe qua là bởi vì trước đây người chưa từng được gặp ta Nam ma tả sửa lại lời hắn Diệp Cẩn căm nín Ta còn có thể hại Hoàng thượng hay sao Nằm ma tả đau não vô cùng Đại phu này sao lại bướng bỉnh như thế vậy vì sao hôm qua tiền bối không nói diệp Cẩn hỏi nam mata đáp bởi vì hôm qua tình trạng của hoàng thượng cũng không hỏng bét như bây giờ ta nghĩ có lẽ cũng có thể nghĩ ra được biện pháp khác ổn thỏa hơn một chút diệp Cẩn nhìn nam mata trong lòng loạn thành một mảnh cũng không biết mình nên đáp ứng hay không nên đáp ứng cửu điện hạ cửu điện hạ tứ hỷ vội vã chạy tới chưa kịp thở dốc đã lớn tiếng hét lên mau hoàng thượng lại thổ huyết rồi trong lòng dịp Cẩn ầm ầm nổ tung, ảo ảo xung tới như đã phát điên. Hết tập 60. Các bạn vừa được thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Đam Mỹ, Đế Vương Công Lược, tác giả Ngữ Tiếu Lan San, qua phần thể hiện của Sam. Nếu yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn like và share video nhé. Nhanh tay đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện đam mỹ hấp dẫn mới nhất trên kênh sam audio xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện tiếp theo